một bà vợ rất là xinh đẹp, có một ông chồng mà bị rối loạn cương dương, rồi chỉ vì thể hiện với một người vợ xinh đẹp của mình thôi, mua những cái thuốc mà không đúng nguồn gốc, nhỡ chẳng may bị những bệnh mà đột tử trong quan hệ tình dục. Vợ thì cứ nhồi nhét tầm bổ, mỗi ngày cho ăn một bát giá đỗ, mỗi ngày ăn cho nửa bát ngọc kê, mà ăn thì nó toàn đi đâu hết ý, toàn da béo thôi mà chả thì bổ cho cậu nhỏ gì cả. Khi mà người đàn ông ấy gặp phải cái tình trạng là rối loạn cương dương, hay là vẫn nói là trên bảo dưới không nghe đấy ạ, thì tâm lý thì chắc chắn anh Bắc cũng hiểu rằng là rất sốt ruột, rất lo lắng, rất nóng lòng. Và trong số những bức thư gửi tới cho chương trình SNS của các quý ông thì gần như là tất cả các bức thư đấy đều có chung một cái băn khoăn rằng là làm thế nào để khắc phục đây, tôi dùng cái này có được không, làm dùng cái kia có được không, làm thế nào để thật nhanh đây. Tức là gì, họ rất nóng lòng, họ rất mong muốn làm sao khắc phục càng sớm càng tốt, vì em nghĩ có lẽ là sợ là nếu mà không khắc phục sớm thì sẽ rất là mất mặt hay rất là xấu hổ với người bạn đời của mình, đúng không ạ? Chúng ta cần phải thống nhất với nhau như này, và quý vị khán giả cũng sẽ phải thống nhất với tôi như thế này này. Rối loạn cương dương là một bệnh, nó có nguyên nhân, cơ chế rất là rõ ràng, và đã là một bệnh thì trước khi điều trị chúng ta phải chẩn đoán một cách rất là chuẩn, bài bản, để xem là nguyên nhân của nó là ra sao. Và nguyên tắc điều trị là chúng ta phải điều trị theo nguyên nhân. Tất nhiên, trước khi chúng ta bước vào nguyên nhân, điều trị theo nguyên nhân là chúng ta cần phải có một liệu trình về mặt tâm lý. Sau đó chúng ta kết hợp với điều trị nguyên nhân, và từ đó nó mới cho chúng ta một cái kết quả tốt trong quá trình điều trị. Chúng ta đừng coi rằng là rối loạn cương dương là một cái biểu hiện tâm lý, rối loạn cương dương là một cái hiện tượng nhất thời, cho nên là chúng ta vội vàng chạy ra hiệu thuốc, chạy đi trên mạng hỏi ông Google để chúng ta có thể kiếm được một cái liệu pháp điều trị cho mình. Và điều đó nó rất là nguy hiểm. Nó nguy hiểm ngay cho chính bản thân các bạn, chính cái sức khỏe của các bạn, và sau nữa là nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của các người thân trong gia đình. Ngọc tưởng tượng mà xem, một cặp vợ chồng, một bà vợ rất là xinh đẹp, có một ông chồng mà bị rối loạn cương dương, rồi chỉ vì thể hiện với một người vợ xinh đẹp của mình thôi, và anh ta không chịu đi khám mà chỉ đi lên hỏi ông Google để mua những cái thuốc mà không đúng nguồn gốc, thế để anh ta uống, nhỡ chẳng may về bị trụy tim mạch, nhỡ chẳng may bị dương vật cương cứng quá mức, nhỡ chẳng may bị những bệnh mà đột tử trong quan hệ tình dục, thì nguy lúc hiểm bây quá. Giờ nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều, không những cho bản thân anh ta mà bản ấy cực kỳ ảnh hưởng nhiều đến cái đời sống của người vợ của mình bên cạnh và con mình bên cạnh. Vì vậy mà chúng ta không nên coi rằng rối loạn cương dương là một cái hiện tượng mà là đơn giản và nhẹ, mà chúng ta thấy rằng rối loạn cương dương nó chỉ là cái phần nổi của tảng băng thôi, còn phần chìm của tảng băng là cái gì là chúng ta cần phải tìm, bác sĩ sẽ tìm ra các bạn và điều trị đúng cái phần chìm của tảng băng đó, thì hy vọng lại là các bạn có một cái sức khỏe tốt, và khi các bạn có sức khỏe tốt thì cái tình trạng cương dương vật của các bạn tốt, và tình trạng cương dương vật của các bạn tốt thì các bạn mới có một cái đời sống hoạt động tình dục viên mãn được. Vâng, anh biết không, với cái việc là như vậy, ngoài cái việc là nam giới đi mua thuốc này thuốc kia để uống và làm sao mong là nó kích thích để cải thiện được tình trạng đó, thì nhiều quý ông cũng cẩn thận hơn đấy ạ, có lẽ nói là cẩn thận hơn một chút, không dám uống thuốc hay là các loại linh tinh, nhưng mà lại gì chăm chăm là tẩm bổ thật nhiều và ăn hết món này món kia bổ, rồi là sơn hào hải vị, hay kể cả những món rất là độc, rất là đặc sản đấy, gần như thế. Thì những cái này anh đã có gặp bao giờ chưa? Ta thấy là thế này này, đúng cái câu chuyện này thì rất là nhiều, không phải là do các quý ông đâu mà các quý bà khi mà thấy quý ông yếu thì thường nghĩ rằng là yếu đây, nếu mà rất là ngại ngần và tế nhị, không muốn nói thẳng với đức lang quân của mình rằng là anh đang yếu, vâng, thì lại tự khéo nhiên lặng lẽ đi mua giá đỗ, đi mua ngọc kê, vâng, đi mua gọi là tất tinh hoàn của các loài động vật. Em thấy là cứ nghe thấy cái gì bảo là bổ, cái cảm giác là ăn gì bổ đấy, và bắt đầu nhồi cho các ông chồng, thì nó dẫn đến cái tình trạng là có một cái bệnh, một anh bệnh nhân anh đến, anh béo hú rồi, anh bảo ôi rồi em bị hàng năm nay rồi, mà nói thật với anh là vợ thì cứ nhồi nhét tầm bổ, không những vợ mà còn cả mẹ của em, vâng, mỗi ngày cho ăn một bát giá đỗ, mỗi ngày ăn cho nửa bát ngọc kê, mà ăn thì nó toàn đi đâu hết ý, toàn da béo đấy mà chả thì bổ cho cậu nhỏ gì cả, cho nên là bây giờ cần phải tìm đến anh. Đấy là những câu chuyện mà rất 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 là hài hước, bởi vì do cái quan niệm của chúng ta
chúng ta không có những cái kiến thức nhất định về nó, chúng ta không có những cái bằng chứng khoa học về nó, và thường là chúng ta hay cái tâm lý của người Việt chúng ta là ngại ngần, cho nên thường hay nghe mách bảo. Mà ai mách bảo nhiều nhất? Lỗi, tội lỗi là tại ông Google. Mấy chị em mà có đức lang quân mình yếu thì chị này lên là bày rằng là chồng tôi thế này là khỏe, chị kia lên và lang quân nhà tôi thế này các là các diễn đàn là để trao đổi với nhau đấy, đúng không? Các chị là hoàn toàn là không có nhiều bằng chứng khoa học lắm, cứ mách bảo nhau dùng cái này, ai bảo thế nào cũng dùng. Hoặc thậm chí có những người tự nhiên là chồng đang hơi hơi yếu thôi, thế thì nghĩ đến cái việc rằng là chồng yếu rồi thế nào thì đi mua cao ổ cốt nào thì cao chăn, 5-7 loại cao chăn phối hợp vào, rồi lúc cuối cùng là chồng thành liệt hẳn thì bắt đầu mới đi khám ra thì làm thì mỡ máu thì tăng ngụt ấy, tóm lại là tăng huyết áp, đường máu thì tăng cao đấy, tóm lại nó dẫn đến những cái rối loạn chuyển hóa như vậy thì rất là nguy hiểm. Vì vậy mà hơn ai hết thì anh nghĩ rằng là phụ nữ các em ấy là có vai trò rất là quan trọng. Hãy sáng suốt lên, tỉnh táo lên để có thể là giúp đỡ phu quân của mình. Chứ còn nếu mà các chị mà lại cũng ngại ngần, không muốn nói phu quân, rồi chỉ lẳng lặng đi làm theo cái ý của mình, tự cho rằng là mình là thầy thuốc kê đơn bắt mạch cho chồng là không được. Cảm ơn anh Bắc nhé, ngày hôm nay anh lại đem đến cho em thực sự những câu chuyện rất là thú vị. Và đặc biệt là chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã đem đến cho khán giả những kiến thức rất hữu ích về vấn đề về rối loạn cương dương của người nam giới. Tôi cũng phải cảm ơn Ngọc, bởi vì là Ngọc đã cho tôi một cơ hội chia sẻ rất là cởi mở để chúng ta nói về chuyện này. Và xin chào quý vị khán giả của chương trình SNS. Qua cái chương trình này thì tôi rất muốn gửi đến thông điệp cho các quý ông rằng là hãy tự tin vượt qua chính mình để có thể là tiến tới một cái niềm hạnh phúc trọn vẹn trong gia đình. Vâng, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc. Quý vị, các bạn thân mến, và chương trình SNS của chúng ta thì đến đây thời lượng cũng đã hết rồi. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.